là cái gì chứ? Là gỗ đá hay là người ngoài hành tinh không có tim gan phèo phổi hả? Tại sao anh không nhìn tôi? Tôi có cái gì không tốt mà anh không nhìn tôi hả? Khoa nó cỡ rồi đó. Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Trời ơi. 6 giờ tối nay anh nhớ tới nhà em đó nha. Nhất định phải tới. Nhớ đó. Nha nha nha. Hôm nay mình chọn cái đầm này xuất sắc. Dạ. Cô Tư, cô giúp con vô cái khóa nha. Cô Tư, cô nhìn con thử đi, xem con có đẹp không? Nhìn con có gây thương nhớ không vậy? Nhà này là con đẹp nhất đó. Cô này. Thật ra cô cũng có thể mở rộng phạm vi khen cũng được. Ví dụ như là con xinh nhất cái phường này chẳng hạn. Cô cười vậy nghĩa là không xinh nhất hả? Mà đoàn của con á, cô chuẩn bị tới đâu rồi? Xong hết rồi. Vậy thì tốt rồi. Mà cô nhớ nha, đừng có bỏ ớt vô trong mấy món ăn á. Tại mấy cái đó không tốt cho sức khỏe của anh Khoa. Dạ, cô Yên Đan đã dặn tôi kỹ rồi cô. Vậy là tốt rồi. Thôi cô xuống dưới chuẩn bị đi, con sẽ xuống sau. Hoàn hảo. Tuyệt vời. Trời ơi, sao mà giỏi quá đi vậy? Sao giờ này mà ảnh chưa tới nữa ta? Mẹ về rồi nè. Mẹ. Ôi, ai mà đẹp quá vậy? Thì con gái của mẹ chứ ai. Mẹ sao 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 cho mẹ con coi. Đẹp quá con ơi. Thằng Khoa mà nó nhìn thấy con là nó chỉ có gục ngã mà thôi. Mẹ, cái chỗ này á, có thể là chưa đủ thông minh, nhưng mà còn chỗ này á thì hơi bị tự tin đó nha. Hai mẹ con chém gió gì đó. Nhìn đó nè. Ủa, giờ bao nhiêu giờ rồi, Khoa chưa tới nữa? Con có gọi cho anh Khoa rồi, nhưng mà anh chưa có nghe máy. Chắc tại anh đang tập trung lái xe để mau mau tới đây đó. Đấy, bày ra. Yến ơi là Yến, chai thứ ba rồi đó con. Đừng có cản con. Hôm nay là con phải uống cho tới chết. Anh là cái gì chứ? Là gỗ đá hay là người ngoài hành tinh không có tim gan phèo phổi hả? Tại sao anh không nhìn tôi? Tôi có cái gì không tốt mà anh không nhìn tôi hả? Khoa nó cỡ rồi đó. Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Tại sao lại để cho nó uống rượu như vậy? Hả? Tại sao tôi dặn ông mà pha cho một ly nước chanh với một ly nước gừng để cho nó giải rượu? Dạ.
lẹ đi. Con, vô đi con. Nè. Dạ, thưa cô chú mới tới. Xin lỗi con đến trễ. Không cần xin lỗi. Không tha lỗi. Anh xin lỗi nha, tại anh có cuộc hẹn. Trời đất ơi, con bình tĩnh đi, con làm cái gì vậy? Con làm cái gì em? Cô xin lỗi con nha con. Lấy đây cái khăn giấy là lẹ lên. Con xin lỗi con nha. Con làm cái gì vậy em? Hả? Anh không nhớ ngày hôm nay là ngày gì đúng không? Đó. Từ tuần trước, tôi đã nhắc đi nhắc lại với anh bao nhiêu lần rồi. Anh cố tình không nhớ đúng không? Bữa nay là ngày gì vậy? Là ngày sinh nhật của nó đó. Vậy mà cũng hỏi nữa. Nó mới hết bệnh mà. Con à, mới vừa hết bệnh, con thông cảm cho người ta. Con phải thông cảm cho ta tới chừng nào? Anh trả lời đi. Anh nói đi. Từ ngày gặp anh tới bây giờ, tôi đã đòi hỏi anh bất cứ một điều gì chưa? Nhưng mà chỉ có riêng mỗi ngày hôm nay, tôi chỉ muốn đón buổi sinh nhật của mình chung với những người mà tôi yêu thương. Chỉ có vậy thôi. Mà anh cũng làm không được nữa hả? Không phải vậy đâu Yến. Tại... Im đi. Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ lòng dạ của anh rồi. Hủy không? Tôi không thể nào tiếp tục với một người mà không để tâm gì tới tôi. Yến! Yến! Con chạy theo con giải thích đi. Con giải thích là em nó hiểu à. Con chạy theo giải thích đi. Em thổi đi. Em ước gì vậy? Ước cái gì mà ước? Anh có biết hả? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của em mà có một cái sinh nhật nó tệ như vậy không? Thì chưa qua 12 giờ cũng còn sinh nhật mà. Anh biết là anh có lỗi cho nên anh đang chuộc lỗi nè. Nhưng mà em tỉnh rượu chứ vậy? Nhìn mặt anh là em không muốn tỉnh rồi. Nói thiệt nha, em biết là anh chưa có thích em, nhưng mà cũng đâu có cần phải quá đáng tới cái mức mà quên luôn sinh nhật của vợ chưa cưới vậy hả? Tại vì anh có công việc riêng phải đi mà. Công việc gì mà quan trọng hơn sinh nhật của vợ chưa cưới hả? Anh nói thử coi, anh đi gặp ai? Anh biết rồi, là lỗi của anh. Anh sẽ thực hiện một yêu cầu của em. Em nói đi, em thích gì anh mua cho. Thì không? Nói được là làm được đó nha. Nói đi, mau lên. Đứng lên. Hả? Qua đây. Thật ra thì yêu cầu của em nó cũng đơn giản lắm. Đó là... hôn em cái. Hả? Hôn em cái đi. Nhanh lên. Cái chuyện đơn giản gì mà anh còn làm không được thì xác định là khỏi quề đó nha. Làm thiệt hả? Em tưởng là anh sẽ bỏ đi chứ. Anh xin lỗi nha. Đâu có gì xin lỗi. Không sao không sao. Cái này coi như là demo đi, để dành cho sinh nhật năm sau với em. Nhưng mà tiếc thiệt á, em lỡ thích rồi. Tại anh hết á. Đàn ông gì đâu mà thật thà quá đi. Vậy cho nên mới thích anh đó.
Mà anh có biết á, kiểu đàn ông như anh bây giờ hiếm lắm không? Xem như là số anh hên đi. Thà cho anh hôm nay. Yêu người hơn tất cả hơn cuộc đời. Cho dù bàn tay níu lấy lại càng xa hơn. Hoàng hôn mơ màng trôi, nụ hôn người quên mất rồi. Bàn tay vuông bàn tay, dù thương còn thương biết mấy. Năm phải qua chiều vội vàng lướt qua, có hai người phải rời cách xa. Hẹn nhau trong ngày vui, ta sẽ quay về đâu? Cho dù bàn tay níu lấy lại càng xa hơn. Hoàng hôn mơ màng trôi, nụ hôn người quên mất rồi. Bàn tay buông bàn tay, dù thương còn thương biết mấy. Nắng phai cuối chiều vội vàng lướt qua. Hôm nay em nghe nói anh đến tìm. Em đang sống rất tốt. Nhìn về đông, tay nắm bóng, giấc mơ bình yên mãi mãi. Nhớ thương đúng người gọi là nhớ thương. Dẫu cuối cùng chỉ là sát thương. Ngày ta sẽ gần nhau, thương nhớ kia nhiều thế. Chỉ cần Hoa Vương xem sớm nhất trên VOOV và 20 giờ thứ hai đến thứ tư hàng tuần trên kênh VTV Channel.